Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội, việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa và đảm bảo an toàn phòng cháy được các ngành chức năng, ban quản lý cùng cư dân, các khu chung cư trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn bao giờ hết. Chung cư Biwase đóng tại phường An Phú, thành phố Thuận An, hiện có trên 200 căn hộ với hàng trăm cư dân đang sinh sống. Với số lượng cư dân lớn nên công tác phòng ngừa cháy nổ tại đây luôn được quan tâm, chú trọng hàng đầu. Mỗi tháng, tổ kỹ thuật của chung cư tiến hành kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy và kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy. 100% cư dân được khuyến cáo dùng bếp điện thay bếp ga, hạn chế thắp nhang thờ cúng trong căn hộ. Rồi mới đây, toàn bộ xe điện của cư dân được bố trí nơi sạc điện, khu vực để xe, cách biệt an toàn phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý cũng tuyên truyền là cái vấn đề phòng chống cháy nổ và cái nguy cơ có thể là hỏa hoạn có thể là xảy ra bất cứ lúc nào. Thì bên ban quản lý thì cũng tuyên truyền là không nên sạc cả xe điện bình nạp điện là qua đêm. Rồi là cư dân là được khi đi ra khỏi nhà thì nên tắt cả thiết bị mà điện không cần thiết. Qua khảo sát, đa số chung cư trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống phòng cháy chữa cháy, có lối thoát hiểm, đường vào tiếp cận với công tác phòng cháy chữa cháy khá thuận lợi. Dù đã tăng cường kiểm tra nhắc nhở, song hiện vẫn còn 3 trên 53 chung cư vi phạm các hành vi mất an toàn phòng cháy chữa cháy, như không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật, không xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đưa hạng mục công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vào sử dụng hoạt động. Với đặc thù là các tòa nhà cao tầng, nên khi xảy ra cháy, khả năng dập lửa, hạn chế thiệt hại hoặc cứu hộ người dân chung cư cũng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Do vậy, theo khuyến cáo, công tác phòng ngừa luôn phải được đặc biệt chú trọng, phòng cháy vẫn hơn chữa cháy. Chúng tôi hàng năm đều tổ chức công tác tuyên truyền huấn luyện và thực tập phương án tại chỗ đối với lực lượng bảo vệ cũng như là lực lượng ban quản lý, ban quản trị chung cư cũng tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy về hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, sử dụng trang thiết bị phương tiện cũng như là sử dụng các đội hình chữa cháy. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về xây dựng về phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết, trước hết, xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội.